Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý chị. Hiện tại thì Bùi Hồ với anh Mộc Đồng đang có mặt tại huyện Càng Long của tỉnh Trà Vinh á. Ngày hôm nay thì có dịp về lại tỉnh Trà Vinh thì Bùi Hồ và các anh em cũng sẽ ghé thăm lại hoàn cảnh của cô Út cùng với lại ba người cháu của mình. Trong ngôi nhà này hiện nay sáng nay thì chỉ còn có Tuyền với Tuyết thôi. Bà ngoại thì đã đi bán vé số rồi. Còn Tuyền với Tuyết thì bữa nay chủ nhật không có đi học nên cũng hơi trễ đi xíu. Còn Tường á thì hiện nay đang học nghề làm tóc ngay tại huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long, và các anh em sẽ chia sẻ ở đoạn video clip ở gần phía sau. Mời cô bác quý anh chị cùng vô đây ha. Mặc dù là được giúp đỡ nhưng mà hiện vào thời điểm hiện tại cô Út á được mọi người cho rằng là lao động rất là miệt mài, ngày nào cũng đi bán vé số á, và thậm chí thời điểm bây giờ á thì bán vé số còn nhiều hơn lúc trước vì người ta thấu hiểu được cái nỗi khổ của cô Út á khi được Mạnh Thường Quân giúp đỡ rồi mua vé số nhiều hơn, rồi các bé bây giờ cuộc sống cũng ổn định hơn cô bác quý anh chị. Đó là một cái tín hiệu rất là đáng mừng khi mà các anh em mình quay thăm trở lại những cái hoàn cảnh già neo đơn và những cái đứa trẻ như thế này ha. Rồi chào con. Tuyền hay Tuyết? Quên rồi. Tuyền. Chú chào hai đứa con nha. Dạ. Quá lâu rồi mới gặp lại, nhớ chú không? Nhớ. Vậy hả? Sao? Nhớ là không gặp chú được. Không gặp chú được hả? Rồi ngủ có nhắc chú không? Nói lâu quá sao mấy chú không ghé thăm con không? Có. Có hả? Thôi sẵn tiện thì cũng có một số cái công việc thì hôm nay chú cùng chú Bùi Hồ ghé lại cũng như chú Tâm ở đây ghé lại thăm hai đứa con nè. Muốn hai đứa con kể về cái cuộc sống mà trong thời gian qua thì hai đứa con cùng bà ngoại mình sống như thế nào thì hãy kể cho mấy chú nghe cùng với ông bà của chú luôn. Hồ lại đó ngồi đi em. Dạ được rồi em. Rồi sao bây giờ là ngày hôm nay là Tuyền không có đi học đúng không? Nghèo ngủ trễ tí xíu. Rồi mấy ngày qua thì bà ngoại đi bán vé số á, đắt không? Đắt. Nhiều không? Cũng ít rồi. Bà ngoại có mua thịt cá gì cho ăn không? Lâu lâu ngoại bán được nhiều nên mua thịt. Vậy hả? Này ngoại bán đắt hơn tại ta thấy ngoại khổ đúng không? Nên là bữa trước bán thế. À từ ngày mà được chia sẻ lên mạng rồi người ta thương gia đình mình hơn. Bán đắt hơn tí xíu. Đồ cũng đẹp hơn. Đồ này là của ai cho ta? Chú Mười Hồ cho nè, với chú Mười Hai cho váy nè. À, cái váy này hình như là chắc triệu đô á. Cái váy này đẹp quá, đứng lên kìa, tiền đứng lên kìa. Trang ơi, đẹp kìa. Xì tin dữ ha. Quá đẹp. Này hai chị em không ngày có xuyên học hành không? Có. Rồi có bàn, có ghế học thì tiền học ở đâu, tiết học ở đâu? Con học ở trung trọng. À. Dạ. Con học ở trên bàn lớn, còn chị? Chị Tuyết thì nhỏ. Học bàn nhỏ, hai chị em. Lâu lâu chị con mới qua đó, con viết bài rồi, con viết bài chung với con. Còn anh hai? Anh hai con thì đi làm rồi. Đi làm hay đi học? Đi làm. Ở đâu? Ở chỗ chú 12 á. Ừ, anh hai có nói nhớ nhà không? Dạ, tại đó làm tốt quá cho nên không có nhớ lắm. Anh hai làm tốt lắm hả? Dạ. Nên không có nhớ lắm hả? Ờ, anh hai làm tốt, làm giỏi quá nên không có nhớ lắm. Anh hai làm người có tiền chưa? Thì chưa, tại vì mới làm được cái vài ngày à. Chừng nào mới có tiền? Cỡ vài tháng. Chú rồi. Nghe nói là sau này anh hai là làm giàu tiền lắm á. Phải không? Dạ. Yeah. Thì anh hai hả? Tại vì ở trong với chú 12 sướng quá mà. Sướng sao? Sướng là được ăn đồ ngon không đó. Dạ yeah, ăn gì kể nghe coi. Ăn là toàn là món sườn gì không á. Ừ, còn con ở chung với bà ngoại cực quá. Không sao. Ăn đủ đũa xào không? Đủ đũa xào, đủ que, cắn phân nữa, đúng không? Rồi chú 12, anh hai ở chung với chú 12, anh hai giờ kể gì? Kể cho chú nghe rồi. Anh hai con đâu có kể gì đâu á, đó vẫn ngủ tốt mà. Nhưng mà sao biết anh hai ăn đồ sướng? Tại vì hôm bữa chú 12 điện về rồi mẹ con hỏi là hôm nay anh Tường ăn cái gì, anh nói là ăn sườn. Ăn sườn? Ồ, ăn sườn, ăn vịt đồ không á, thịt vịt, đồ nấu cháo rồi không á. Ai đâu mà như Tiền của Tiết ở nhà với bà ngoại.
cứ tối ngày ăn đậu que, đậu que xào đúng không? Dạ. Buồn không? Dạ không, tại vì con ăn dậy quen rồi. Dạ hả? Dạ. Sáng nay con với lại chị ba ăn gì chưa? Dạ chưa. Sao vậy? Tại vì mới muốn dậy mà. Rồi ăn cơm hả? Chưa, chưa nấu. Bà ngoại đi bán từ sớm luôn hả? Dạ. Lúc mà mẹ con chưa dậy, lúc với con với Tiết chưa dậy, lúc đó bà ngoại con đi bán rồi. Dạ. Lúc đó con với ngoại, con với Tiết với mẹ dậy là lúc đó là không thấy ngoại, tại vì ngoại đi bán. Ừ. Cũng thường hay nhắc mẹ, nhưng mà mẹ cũng có đi làm xa, rồi sáng đi sớm rồi về muộn, thành thử là với lại cuộc sống của mẹ rất là có những cái khúc mắc này không có chia sẻ được, nên thành thử cô bác anh chị cũng thông cảm. Sống với bà ngoại thành thử gặp bên tay bên chân. Từ ngày có tivi nhà vui không? Dạ vui. Vui sao? Vui là mình được học mấy, mình được coi mấy bạn mà chú về hộ quay, còn thấy chú vừa quay mấy bạn nữa. Vậy hả? Cứ ở nhà này mát không? Dạ mát. Cái ở nhà này không có mát bằng hôm trước, bằng cái nhà lá. Nhà lá mát hơn chứ hả? Không, cái nhà lá nhà... là muốn chết luôn á. Vậy hả? Dạ. À... nhà lá gió lùa vô mát có phải. Rồi đây anh hai đi làm gì nhớ không? Nhớ này không? Dạ, nhớ. Nhớ là sao? Dạ tại vì không có anh hai. Nói là chiều nay anh Tường về. À chiều nay anh Tường về. Kêu là anh hai nha, anh hai chị ba nha chưa? Đừng kêu tên. À. Cứ mấy anh em cứ lẩn quẩn chơi nhau, có cái tivi cũng đỡ cô bác anh chị. Mà cũng ngoan lắm, coi cũng đúng giờ, đúng đúng giấc dữ lắm chứ không phải là coi lúc nào cũng coi, đúng không? Lúc học có coi không? Dạ. Lúc học có coi không? Lúc học cũng có coi xíu rồi cái học. Nghe chú nói nè, cô chú Mạnh Thường Quân á, thương gia đình, thương cuộc sống của chị em từ trước tới giờ, cũng chưa có cái gì để mà thứ nhất là mình được đi xa để mà học hỏi á, trải nghiệm á. Dạ. Thì cô chú mới giúp cho gia đình mình có được cái tivi để hai chị em thứ nhất là học hỏi kiến thức và mở mang ha, chứ không phải là vì cái tivi đó mà giải trí rồi sẽ quên đi cái việc học. Tụi con nên nhớ vấn đề đó ha. Cũng như là ví dụ mà tập trung vào cái tivi mà coi từ sáng tới chiều, kể cả Tiết nữa. Tiết hiện nay thì cũng đã lớn rồi, chỉ giải trí trong cái khoảnh khắc thời gian nào thôi, chứ con đam mê vô đó rồi quên đi cái công việc nhà nữa nè. Phải tiếp bà ngoại lau nhà, giặt giũ nấu cơm. Còn bà ngoại thì phải chạy bôn ba bên ngoài để chi? Để kiếm tiền về nuôi mấy đứa con, mấy đứa cháu. Ha, thì cố gắng nha. Chứ đừng có mà đam mê vào cái tivi thì nó cũng sẽ thành thói quen, rồi sau này nó sẽ hư cái bản thân mình luôn. Lúc nào mình giải trí thì giải trí nha. Dạ. Còn tiền cũng vậy, đừng có giải trí quá rồi quên cái việc học á. Tại vì cái việc học đó đó là nó sẽ giúp cho con sau này. Sau này mà con có được đi học mà biết chữ nhiều thì cái ước mơ của con nó sẽ thành cái hiện thực. Ước mơ là làm gì? Cô giáo. À nó. Cho nên á là dáng cố gắng lên. Chú cô cục giáo trong tương lai mà. Đúng rồi, cô giáo trong tương lai đó. Trời ơi khuôn mặt xinh lắm kìa. Này mà bận cái áo dài vô nữa mà cấp sách đến trường để dạy lại những đứa nhỏ để tìm cái con chữ giùm. Cái ước mơ mà nếu mà tiền sau này mà không biết là chú như, và chú Hồ như thế nào nha. Cô nhưng, tí Hồ á. À, nhưng mà muốn thấy hình ảnh của con cầm sách, cầm vở đến trường để dạy những cái con chữ cho các bé khác. Thì hôm qua ăn cơm là ai gửi chiến? Con với chị Tiết. Con chị Tiết hả? Thôi bây giờ các chú không có làm phiền con, tụi con ăn sáng nữa nè. Chưa ăn sáng tôi bụng nữa mới ngủ, vậy mới thức. Có lời nào gửi đến cô chú ông bà của chị Mạnh Thường Quân đi. Dạ con cảm ơn quý bạn Thường Quân, các nhà hảo tâm. Đấy con xin cảm ơn chị đó. Con cảm ơn các Mạnh Thường Quân, các nhà hảo tâm đã giúp con. Giờ hôm nay nè con, nói chuyện giờ hôm nay nè, rồi nói đi. Cảm ơn.
ơn các mạnh thường quân và các nhà hảo tâm giúp con có được ngày hôm nay. Có tất cả, con xin cảm ơn. Thôi một lần nữa thì chắc có lẽ là các anh em cũng sẽ chia tay với gia đình của bé Tuyết, bé Tuyền ở đây để lên coi cái việc học của Tường hiện nay ở Vĩnh Long như thế nào hả cô bác anh chị? Anh không nói kêu con ngủ đi anh. Thầy em chào anh Bin ha. Rồi chú chào con ha Tường ha. Dạ, anh chào Bin nha. Dạ chào. Chú chào con. Chào Bin. Anh Bin mấy ngày nay tình hình học tập của Tường sao anh Bin? Học tập của Tường lúc ở đây cũng được 2 tuần rồi. Thì tuần đầu tiên thì cho làm quen với cuộc sống. Dạ. Như thế đây như thế nào? Dạ. Rồi tuần thứ hai thì bắt đầu vào học là kéo với lược cạo tập cho nó quen nhuần nhuyễn, sau này á mình mới cho thử anh khách được. Dạ. Thì Tường học thì cũng có siêng năng chăm chú học. Dạ. Nhưng mà em thấy chắc có lẽ là ít nói rồi thành nữ là cũng hơi chậm tương. Không, bữa nay là nói nhiều rồi, nói nhiều lại. Nay nói nhiều lại. Nói nhiều, khách vô cũng biết hỏi này hỏi kia rồi. À, con thấy môi trường học ở đây quen không được? Dạ, quen. Thích hợp với cái môi trường ở đây không? Cái là lối sống của mình đó. Thích hợp phải không? Dạ. Được người thầy như vậy là quá tốt rồi, vừa dạy nghề mà vừa dạy cái cách nói chuyện, bữa nay thông thông nói được nhiều rồi. Nếu như mà tình hình đây đến Tết khách đông á thì thường có thể cặp kéo làm cho một cái khách được chưa anh đi? À, dạ có thể được. Được. Tại vì thường lắm ngày cũng có cho cạo mặt hai người khách. Vậy hả? Với hồi sáng cũng có hết cho người khách ở đây sửa lại. Sáng nay thì tình cờ mấy anh em mình có gặp Tường hết sơ sơ, rồi sau đó là thầy sửa lại đó. Chi phí học tập ở đây thì được anh 12 rồi anh hơn hỗ trợ được hết à? Đi là sáng đi đến đây học là 12 đưa đi đến. Em đưa rước. À đưa rước luôn. Dạ. Rồi con có gì muốn nói với lại mấy chú và lại thầy không? Dạ. Yeah. Con hả? Dạ yeah, có. Mấy chú. Con cảm ơn các chú đã cho con cái nghề, rồi con cũng cảm ơn chú Bin đã dạy nghề cho con. Thầy Bin chứ, thầy chứ. Nhưng tội chú quen. Quen mai mốt sửa lại là thầy chứ. Dạ. Yeah. Thấy bữa nay lành hơn anh Bin. Dạ, lành hơn. Nói hoài à, khách vô cái mình cứ nói chuyện rồi hỏi thăm chú đâu này nọ rồi nói nhiều. Nhiều khi có hai chú cháu ngồi cũng dạy nói rồi con đi học thưa về trình phải về nhà sao để uống sao phải chỉ. Cũng như mình dạy nghề cho nó rồi dạy cái cách sống mình đã trước trải qua nhiều rồi. Mình biết rồi mình sẽ dạy nó cái nào đúng mình dạy. Nghe nói là mới lên mấy ngày đầu không có quen, ngủ hơi thức dậy hơi muộn. Rồi dạ. Không có biết chào hỏi đúng không? Dạ. Phải nghe lời chú 12 nè, chú Hên nè, chú Luận nè. Phải nghe lời hết chú Bin nữa, phải nghe lời hết mới được. Dạ. Mình phải muốn nên người thì mình phải nghe lời mấy chú đi. Tại mấy chú là những người đi trước. Tại vì hướng dẫn cho mình có nghề để sau này mình ra ngoài đời mình có thể mình sống được. Dạ. Ở đây thì mọi thứ đều mình lời hết anh Bin. Dạ. Nãy em. Con cứ xác định một câu như thế này thì mấy chú á, là la là thương thì yeah. Con cứ xác định á, là thương mới la mới dạy con yeah. Chứ không phải là la con là bỏ con ghét con hay gì đó yeah. Nên xác định một câu như thế ha yeah. Cứ xem như anh 12 á, là xem như là đứa con đứa cháu trong nhà vậy á, dạy từ miếng ăn giấc ngủ rồi thức rồi là dọn dẹp nhà sau rồi mọi thứ là sao là mới nên được người. Cây mà muốn thẳng được thì phải có sự uống không phải có sự đúng đúc anh được. Em ở đây ai cũng vậy, xem nó như là con cháu trong nhà vậy đó, không có mà nó ở đâu rồi mình thấy như này kia, nhưng thật sự xem như con cháu vậy đó. Quá may mắn rồi, vừa có ngôi nhà mà vừa được sự giúp đỡ này kia đủ thứ
thậm chí là cái việc mà mặc đồ đi đến chỗ học á, cũng phải gọn gàng ngăn nắp nữa. Phải mình làm cái nghề làm đẹp mà nó cũng có anh Vin ha. Lên bộ đồ này là thấy thích hợp rồi ha. So với ngày trước mà ở một cái nơi mình ở thì tường không phải là của ngày hôm qua, tường hôm nay khác xa rồi. Chiều nay là tường quay trở về lại nhớ nhà mà. Nhớ nhà. Về mỗi tuần ngày. Là về một lần. Vậy cái nhớ nhà là vậy. Nhớ nhà là vậy. Tuần có về mấy lần? Dạ, tuần về một lần. Tuần có về một lần. Dạ. Tôi với cô bác anh chị là vừa rồi á là có mua xe đạp cho tường, mình cũng có mua xe đạp cho tường để mà tường đi đi học. À, tuy nhiên là anh 12 anh Thương nó nói là sợ dưới chạy lên đây không đủ độ an toàn, là cứ đưa đi học là anh Bin là ngước xuống đây học, rồi về là đưa về đó, rồi ăn uống là ở nhà là có anh 12 lo hết luôn, tiền ở là ở không có tiền luôn, ở nhà của anh 12 luôn, ăn ở nhà anh 12 luôn, học thì anh 12 lo, chỗ anh Bin được hỗ trợ hết luôn, nên là nữ vậy là may mắn lắm đó. Cố gắng nghe chưa? Dạ. Cố gắng nghe lời mấy chú nói thì con phải nghe. Dạ. Tại vì mấy chú lớn dạy cho con thì những điều đúng, dạy cho con có nghề để sau này ra ngoài đường có thể mình sinh sống, ít ra cũng phải được cái nghề trong tay chứ. Dạ. Gần Tết này chắc nhiều khách hả anh? Tết cũng không đâu. Thì bây giờ giật tới đó là vừa phụ được rồi. Em muốn hỏi là cái tiệm như thế này á, là ngày xưa anh mở ra là nó tốn nhiều tiền không? Hết luôn 25 triệu. 25 triệu là mình mà chỉ là cái nhà này không á nhỉ. À. Còn đồ nghề. Còn ghế đồ riêng. Ghế đồ riêng. Ghế đầu nghề thêm mười mấy. Em nghe nói cái vấn đề mà cái đầu ken á đối với những tóc nam thì nó có quan trọng không? Dạ, hỏi anh không cần. Tại vì mình tóc nam vậy mình cứ hớt đẩy vô tại cái đầu ken á, tóc nó dài mà mỗi hớt tóc nam thì mà đẩy vậy không rồi, đẩy sát vô không rồi, thì phí. Thì ở đây từ từ có anh em ở đây, bạn bè của bên lại thì từ từ cho thường dạ. Đầu ken là đối với tóc nữ thôi. Dạ. Còn tóc nam là em nghĩ là đa số là luyện cái kỹ năng mà cầm kéo. Dạ. Với lại cầm tâm đơ. Dạ. Cho nó gành thì sau đó mới được thành tên khách được. Dạ. Này anh Thành, anh Đồng lên cho Bin được thành tên khách, mình chào mặt anh nữa đi. Đúng rồi. Em ghê lên đi. Cậu mặt tên khách được rồi hả? Dạ cũng được mà. Bây giờ đối diện nó quen nó gung á. Dạ hả? Gung gung. Gung không dám cặp. Sao gung? Quay hồi hộp. Hồi hộp. Nói chuyện dạ. Còn gung rồi, môi tái xanh hết trơn rồi. Thôi thì một lần nữa thì có dịp về lại Càng Lâm ghé thăm nhà của Tường xong rồi. Rồi cũng ghé đây thăm Tường, coi cái việc học như thế nào để chia sẻ cho Quý Mạnh được Quân biết. Thì thật ra thì cũng duyên lành mà. Thì có ngôi nhà thì có thêm cái nghề mà được các anh ở đây thương yêu hỗ trợ lo lắng từ cái miếng ăn giấc ngủ, việc học, việc ở đồ đầy đủ hết. Không có gì là may mắn bằng. Cũng thay mặt cô chú với chị Mạnh Thường Quân và các em cũng cảm ơn anh rất là nhiều đã hỗ trợ cho Tường Quốc gia có việc làm để cũng sống thêm cái đôi tay của mình được. Chúc anh đây tới Tết hết khoảng ngàn đầu thôi nhỉ. Dạ. Em cũng chú là... thì cũng không biết nói với Tường như thế nào, chị góp ý với con một câu á, là đến đây học như thế nào thì cũng phải nhớ về chỉ có cái nghề trong tay của con là sau này sẽ giúp được gia đình của con. Con phải nhớ là bà ngoại càng lúc càng lớn tuổi rồi, không phải đi bán vé số như vậy hoài để nuôi các con, thì còn hai đứa em con nữa, cho nên con phải cố gắng quyết tâm học lấy được một cái nghề, thì về đó thì khi mà mở tiệm ra để nuôi lại bà ngoại và hai đứa em của con nữa. Dạ. Thì chú chỉ hy vọng là con suy nghĩ cái điều đó là tốt nhất ha. Thì con mới có sự quyết tâm năng nổ để mà trong học tập cố gắng lên nha con. Dạ. Anh Bin muốn nói gì hả? À, có thể chứ giờ mình có một cái nghề, từ sau này có cái nghề á thì nói chung á là rất tốt, không gì mà được cái nghề mình hết, cũng như sau này á là có vợ có con có nghề và mình mới quen thôi, ta vô sẽ hỏi con có nghề gì không, lẽ mình làm công ty đấy người ta suy nghĩ khác rồi. Mình có cái nghề ai cũng cái nghề, có nghề sao lo cho vợ cho con nữa, rồi lo cho tương lai nữa, cố gắng nha con. Cái nghề tóc ở bây giờ thỉnh, cái nghề nào nó có thể lỗi thời như nghề tóc lần đó. Cứ đời đời hoài hết quen là ông khách đó, hết quen chỗ đó là sẽ lại hoài luôn, tại chỗ đó hết quen hết được là hết hoài, không đi chỗ khác nên nhiều khi có công việc đi vắng ngày cái người ta cũng đợi ai cũng đợi các chỗ khác, người ta cũng lại đây nữa à, vẫn vô cũng lại nữa, các cái nào quen rồi cũng như lạ đó.
vô không cần hỏi là chỉ cần nói hớt tóc thôi là biết luôn. Thôi, cảm ơn anh Vin rất là nhiều. Thôi, cũng cảm ơn anh 12, anh Hên, anh Luận, chị Ngột cũng đã đồng hành với lại anh em của tụi em để mà cho Tường có một cái nghề ít ra đi nuôi sống cho bản thân. Rồi chúc anh tiệm anh càng ngày càng mở rộng hơn ha.